Hãng mới nha em, cập bến nhé các bác nhá. Đây, về thêm được một cái lô rồng đỏ lá phát tài này. Cái lô rồng này đợt này em về cái size này nó to hơn nữa cả nhà nhá. Nên là giá nó cũng có thay đổi một chút xíu. Em bán là 430.000 cho một chậu, chưa có phí ship ạ. Đây, mặt hoa của rồng đỏ lá phát tài đấy nhá. Màu đỏ hồng nhá các bác nhá. Duy nhất một mặt hoa này thôi. Và bông hoa nó có cái dạng hình búp, hình tròn nhá. Trung bình một chậu này thì nó cũng sẽ dao động từ 5 vòi đổ lên, 5 vòi hoa đổ lên nhá. Mà đây cái hàng này thì chuẩn Tết cho em này. Chuẩn Tết nhá các bác nhá, mọi người nhìn cho em này, toàn bộ là nụ mới nhá. Đây này. Đây. Ở đây em đây ạ, cái chậu rồng cũ của nhà em này. Đây là cái chậu 400 mà em bán được trước đấy nhá. Mọi người có thể so sánh luôn này. Đây. Bằng đúng 2/3 cái cây này nhá. Bằng đúng 2/3 cái cây size mới này này. Đây, chậu size cũ đây nhá. Và chậu size mới đây. Size mới này nó to hơn rất là nhiều luôn. Cây nó lửng lững luôn nhá. 430.000 thôi nhá các bác nhá. Siêu to luôn. Đây mà đợt này em về số lượng lớn cho nên là mọi người cứ tha hồ đi. 100% là nụ ngắn hết như này nhá. Và là nụ mới đây. Dao động từ 5 cái vòi đổ lên nhá các bác nhá. Đó. Tiếp theo phiên thì em sẽ đi lên cái hàng Đai Châu Tết nhá. Thái trắng lưỡi hồng lá chữ V nhá cả nhà nhá. Đây một con như thế này em bán với giá là 170.000 chưa bao gồm ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Trung bình một cây này thì nó sẽ dao động từ 4 cặp lá đổ lên. Và khoảng tầm 70% cây đã đang có nụ rồi. Còn 30% là nó đang sưng nụ nhá. Đây này các bác nhìn cho em nụ này. Đó. Đây là mặt hoa thực tế của nó luôn nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Cái hàng này nó là cái hàng độc quyền của nhà em nhá các bác nhá. Đây. Và chiều dài trung bình của mỗi một cái lá thì nó sẽ dao động khoảng tầm từ 13 đến 15 cm. Nó không to đâu, cây này nó không to đâu nhá. Đây em sẽ quay xa xa ra cho mọi người nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng này nó đã là cái hàng thuần rồi. Về bây giờ mọi người chỉ việc làm cho em cái móc bốn chạc các bác treo lên là đã có thể chơi được rồi. Hoặc là mọi người thích ghép lũi ạ, thì các bác nhân cả cho em cái đõ nhựa ở bên trong cái chậu đấy ra nhá. Các bác giữ cả cái đõ nhựa này cho em, sau đó mọi người ghép vào giá thể mới là ok. Hàng siêu đẹp luôn này. Thêm một cái lô Đai Châu Hoa Tết nữa nha các bác nhá. Đây, cái lô này của nhà em nó là cái lô lá hơi mít. 200k cho một cây này. Lô này thì nó là cái lô châu màu đỏ nhá cả nhà nhá. 70% cây đều đang có nụ rồi này. Đây. Bản lá tương đối to dày nhá. Trung bình một cây này thì nó cứ dao động từ 4 cặp lá đổ lên. Đây ạ. Hàng thuần sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo lên chơi thôi. Cái hàng này mọi người thích ghép lũa thì các bác có bóc ra rất là dễ nhá. Vì bên trong nó còn một cái đõ con nữa. Mọi người cứ để nguyên cái đõ con này, các bác ghép sang cái giá thể mới cho em nhá. Để cho nó không bị đứt rễ. Đó, 200k cho một cây thôi ạ. Quá là đẹp luôn. Mà cái lô này thì nó cũng có một cái điều nho nhỏ em muốn nhấn mạnh này các bác là nó sẽ có cây to cây bé. Nhưng như những cái cây to này này thì nó sẽ ít cặp lá nhá. Còn cây bé như này này, cây bé này này thì nó sẽ nhiều cặp lá này, mà lá nó xếp rít nhá. Đó. Hoàng Phi Hạc hoa đổi màu nha các bác nhá. Một chậu như thế này em bán với giá là 200k chưa bao gồm ship, nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng này. Hoàng Phi Hạc này nó là cái hàng chuẩn hoa xuân nha các bác nhá. Đây là mặt hoa của nó này. Cánh trắng, lưỡi vàng, mắt nâu nhá. Đây. Cái dòng này thì hoa siêu đẹp, siêu thơm. Mà phải nhấn mạnh là riêng cái dòng Hoàng Phi Hạc này này, hoa nó rất là bền. Các bác phải chơi hoa nó dao động từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi cho em nhá. 1 tháng đến 1 tháng rưỡi em phải nhấn mạnh luôn nhá. Hoa siêu bền luôn. Mà cái đặc biệt nữa ở cái dòng Hoàng Phi Hạc này là khi mà hoa nó đang ở cái thể nụ, nó hơi hé hé thôi, thì là hoa nó sẽ có cái màu xanh, dạng xanh nõn chuối. Rồi khi mà đây này, đây là mặt hoa khi mà nó nở căng hết cánh nhá, thì nó sẽ ra cánh trắng, lưỡi vàng và mắt nâu này. Dòng này rất là thơm nhá, rất là thơm và bền bông, có 200k thôi này. Đây mà tầm này này, mọi người nhìn cho em này, cái mầm gốc này nó đang lên rất là nhiều nhá.
đang lên siêu nhiều luôn. Cây rất là khỏe này. Hàng này thì các bác một tuần mọi người tưới B1 cho em một lần nhá. Đây ạ. Như mọi người nhìn này. Bắt đầu là cây nó đang bắt đầu nó xuất hiện cái tình trạng vàng lá để nó chút lá để trào hoa nhá mọi người nhá. Xuống lá để trào hoa. Mà một cái chậu vàng phi hàng này thì hiện tại nó sẽ có xen kẽ cả thân già lẫn thân hoa cũ nhá. Đây, 200k cho một giò hàng này. Về bây giờ mọi người sang cho em một cái chậu khác nó đẹp hơn. Cứ thế mà treo lên để chơi thôi nhá. Đẹp lắm luôn đấy ạ. Còn đây nó là cái dòng Thiên Cung Big Leaf nha mọi người nhá. Thiên Cung Big Leaf này thì em bán là 240.000 một giò, chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Đây, mặt hoa của Thiên Cung Big Leaf này. Chuẩn mặt hoa luôn nhá cả nhà nhá. Màu này của nó là màu tím đậm luôn ạ, tím đậm nhá, chứ không phải là cái màu tím nhạt, màu tím khoai môn đâu. Đây em xoay kỹ vào luôn này. Và trung bình một bảng này thì nó sẽ dao động từ 5 thân. Dao động từ 5 thân ngắn dài xen kẽ nhá. Đây mọi người nhìn cho em này, thân này, nó tím nhá. Thân nó đậm màu luôn nhá. Đây. Hàng này thì đến 90% cây là nó đang thắt ngọn rồi, chỉ còn có mỗi một số thân là nó vẫn đang tiếp tục đi ngọn thôi nhá. Còn lại là 90% nó đã thắt ngọn hết rồi, hàng chuẩn hoa sơn cho em. Hàng này là hàng ghép thớt nhá. Nên về các bác chỉ việc treo lên là chơi được rồi. Không cần phải thay giá thẻ đâu. Đây này, cứ khoảng 2-3 tháng mọi người thay cho em cái túi phân này một lần là được nhá. Lưu ý với các bác là một bảng này thì nó sẽ xen kẽ cả thân ngắn thân dài nhá. Thân ngắn thân dài. Và thân nó xem nhau thôi. Chứ nó không thể nào nó bằng nhau chằn chặn đâu nhá. Xem nhau thôi. Đấy. Còn đây nó là cái dòng đen dô xuân của nhà em nhá. Đen dô xuân này đang có nụ đấy ạ. Một cốc đen dô như này em bán với giá là 170k. Và cái lô này nó là lô sổ số nhá cả nhà nhá. Đây là một số mặt hoa của đen dô xuân mà em đã sưu tầm được này. Đó. Đây. Em sẽ quay chi tiết hơn nhá. Những cái dòng này thì bây giờ tầm này nó đang bắt đầu nó xuống lá rồi, nó chút lá để nó ra hoa nhá. Khi nào mà nó chỉ còn mỗi cái thân này không này thì là hoa nó sẽ nở rộ nhá. Đây như mọi người nhìn này. Một cốc này này, nó có rất là nhiều thân. Đây nụ nhá. Đây các bác nhìn cho em nụ này. Đó. Mọi người cứ yên tâm. Em đảm bảo, em bảo hành cho mọi người là 100% là nó sẽ ra hoa hết. Nghĩa là khi mà mọi người hàng đến tay các bác ấy ạ, có một số thân là mọi người chưa thấy nụ. Thế nhưng mà những cái thân đấy là nó đang gò, nó sưng nụ lên rồi nhá. Thì có một số ít thân là nó mới bật nụ ra thôi. Còn gần như nhá, đến 70% cây là nó đang sưng nụ nhá các bác nhá. Đây. Cái dòng này thì nó phù hợp với mọi loại thời tiết nhá. Chịu nắng nóng được. Cho nên là các bác cứ thoải mái đi. Đây là một cốc như này này, hàng này về bây giờ các bác cứ ghép cho em ba cái cốc này vào một cái chậu sứ, chậu gốm ấy ạ, chậu gốm. Mọi người treo ở ban công cũng được mà để ở trên bàn làm việc cũng được nhá, rất là đẹp luôn này. Thân mập nhá, thân mập đốt ngắn luôn nhá. 170k một em nhá cả nhà nhá. Kiếm Thái Hoàng Long của nhà em nhá các bác nhá. 130.000 cho một chậu như thế này. Một chậu này thì nó sẽ có từ 3 tép đổ lên, mà tầm này mầm gốc cũng đang phát triển rất là mạnh này. Cái kiếm này nó cũng thuộc cái dòng kiếm Tiên Vũ nhá. Mà cái kiếm Thái Hoàng Long này nó giống kế Phan Chí đến 99% ạ. Dòng kiếm này chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi ạ. Vàng lưỡi trắng này, cái đầu lưỡi nó hơi đốm nâu một chút nhá. Đây, dòng này vừa size 3 vừa size con, nên về các bác cứ sang chậu cho em. Mà lưu ý với các bác là cái kiếm này của nhà em ạ. Cái chậu kiếm này này, em gọi là cốc đi cho nó đúng hơn này. Nó là cái hàng cây giống nhá các bác nhá, là hàng cây giống nên là hiện tại cái chiều dài một cái lá của nó sẽ dao động khoảng tầm 10 đến 15 sen. Cái lá nào mà dài thì được khoảng tầm 17 sen nhá. Đây, đây là hàng giống này. Tại vì là em quay nó hơi sát cho nên là thành ra là cái cây nó to nhá. Còn đây ở bên ngoài thì cây nó không có to đâu, nó bé thôi ạ. Nên em nói rõ chiều dài cho mọi người, em đo luôn cái gang tay của em vào này. Đây nhá. Nó chưa được một gang tay của em nhá, chưa được một gang tay này. Đây. Nghĩa là chiều dài của nó cứ dao động trong khoảng tầm 10 đến 15, 17 cm thôi nhá các bác nhá. Mà cái dòng này nó đẻ con rất là sai. Chịu được nắng nóng này, phù hợp với mọi loại thời tiết nhá. Cái dòng này thì nó ưa ẩm.
ưa ẩm và nó phát triển mạnh nhất ở những cái nơi mà thoáng khí nhá. Đây. Đây. Chăm hoa đua nở nhá, đại hội sắc màu của nhà em này. Denzo da da nhá. Cái hàng này thì em đang bán là 70.000 cho một cốc. Và cái giá này là chưa có phí vận chuyển, cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Denzo da da hiện tại nhà em có 3 màu. Thứ nhất là màu tím lợt này. Thứ hai này là màu đỏ hồng nhá, màu này là màu đỏ hồng. Và thứ ba là màu trắng họng tím. Hiện tại em có 3 màu nhá. Và cái hàng này thì hoa nó nở quanh năm. Mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nhá cả nhà nhá. Đây, hàng lá xếp này, lá xếp chữ V nhá. Đây này mọi người nhìn cho em này, lá xếp chữ V, siêu đẹp luôn. Cái hàng này về bây giờ các bác trồng vào cái sang chậu, trồng vào chậu sành, chậu sứ đấy ạ. Xong rồi mọi người treo lên ở lan can nhà hoặc là để trên bàn làm việc đều rất là được nhá. Nhìn vô cùng là đẹp mắt luôn vì cái hàng này nó nhỏ gọn đấy ạ. Nó không quá là to, không tốn quá nhiều diện tích nhá. Cái dòng này thì nó cũng không ưa nước đâu, cho nên là khoảng tầm 3 ngày mọi người phải tưới một lần thôi. Cái giá thể trồng, mọi người có thể trồng với sơ dừa hoặc là trồng với vỏ thông nhá. Toàn bộ cái giá thể nó cứ được xử lý sạch sẽ là đều được hết nhá các bác nhá. Đây. 70.000 một cốc và em ship từ 3 cốc đổ lên nha các bác nhá. Ship từ 3 cốc đổ lên này. Và toàn bộ giá hàng ở bên em là chưa có phí vận chuyển, cho nên là các bác nhớ là cộng thêm cho em 40.000 tiền hàng vào mỗi một thùng nhá. Và hiện tại Denzo da da ở nhà em có 3 màu. Màu tím lợt, màu đỏ hồng và màu trắng họng tím nhá. Đây. Sóc tím hoa hè này. Em vừa mới cập bến được với lô siêu yêu này. Giá cực sốc nhá, 140.000 cho một chậu 2 cây như thế này. Hàng thuần 100% nhá, về các bác chỉ việc treo lên thôi này. Đợi đến mùa nó ra hoa thôi. Cái mùa hoa của sóc này thì nó sau Tết rải rác từ tháng 4 đổ đi nhá. Đây, mặt hoa của nó này. Cái dòng này thì vòi bông của nó rất là dài nhá. Ưu điểm này, vòi dài, sai hoa nhá. Hoa nó là dạng hoa chùm ấy ạ. Hoa rất là thơm, mà độ bền của nó thì nó sẽ kéo dài khoảng tầm 25 đến 30 ngày nhá. Cái sóc tím này này thì cái lá của nó ấy, em nói cái nhược điểm của nó một chút nhá, là cái lá của nó ấy ạ, nó sẽ không được xanh mướt mát hay là đẹp mỹ mãn như là cái hàng công nghiệp khác đâu nhá. Đây. Thực tế luôn, hàng em quay luôn ở nhà này. Cái lá của nó thì nhìn nó sẽ hơi hủi hủi một chút, hơi hủi hủi một chút nhá. Nhưng mà bù lại thì hoa của nó rất là đẹp, vòi hoa dài. Cái hàng này nó là cái hàng dễ gió, cho nên là các bác không cần phải cho quá nhiều giá thể vào đâu. Cái hàng dễ gió này này, đối với những hàng dễ gió này này, khi mà hàng về đến tay mọi người ạ, những cái dễ già, dễ khô quắt keo này này, các bác cắt hết đi cho em nhá. Mọi người cắt hết đi, các bác đừng tiếc, cứ cắt hết đi cho em để cho nó tức cái dễ mới ra. Đây này, như những cái chậu này này, dễ mới nó đang ra này. Đấy, nhìn nó ngon ngật ra luôn nhá. Hàng này mọi người thích ghép vào gỗ cũng được, ghép lũa cũng được nhá, mà sang chậu thì lại rất là thoải mái, đơn giản, không sợ nó bị đứt rễ đâu. Thì là tầm này bây giờ rễ non nó mới đang bắt đầu nó ra mà, nên về các bác sang chậu thoải mái. 140.000 cho một chậu 2 cây nhá. Và toàn bộ giá hàng ở bên nhà em thì đều chưa có phí vận chuyển, cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá.